Đây đây là một sự trùng hợp nó ngẫu nhiên đúng không? Tức là em đi giao là hai người khác nhau, không hẹn nhau nhưng mà nhận xe cùng một chỗ và cùng một ngày. Đấy thì đây. Thực ra có một anh nữa cơ. Đây anh nhận em con biển 24K1 này, 4247. Còn đây này của anh là con 24B1 33210. Lùi như tiến, tiến như lùi đấy hả? Lùi như tiến, tiền như lùi. Đấy. Thế là tự dưng là cũng một cái video rồi anh em ạ. Tên là gì nhỉ? Anh Hòa, còn anh tên là gì? Điệp. Anh Điệp. Kể mà anh tên là Lan phải tốt không? Lan là Điệp. Đấy. Chung Kim Mô Tô chào tất cả anh chị em nhé. Hôm nay có một sự ngẫu nhiên và tình cờ. Em là thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Em chuyên phục dựng tất cả các dòng xe Huyền Thoại 100. Thì anh ơi. Alo. Vô tình em lại giao xe ở hai anh gần nhau. Anh lên nhà anh Hòa Lợn, nên anh biết nhà anh Hòa Lợn đúng không? Anh ấy chốc điện cho anh bây giờ đấy. Lên đấy xong là giao xe cùng một chỗ, xong là ăn uống luôn. Anh ấy đang làm cơm rồi. Không, nhưng mà em này không biết ông đấy nhỉ? Ông ấy điện cho anh bây giờ đấy, vì ông biết anh Trung. Ông này ông Hòa Lợn đấy, ông bảo ông làm lợn gì ấy. Ông đi chuyên đi chở lợn đi xa gì đấy, đại loại như thế. Anh hỏi ông đấy địa chỉ chỗ nào nhỉ? À gần nhà anh luôn đấy, ông điện cho anh bây giờ đấy. Em bảo ông điện cho anh bây giờ đấy nhá. Có thể em đọc tên sai thôi, nhưng gần nhà anh. Ông ở gần nhau luôn nhá. Ông ấy biết. Vâng, để em bảo xong là anh em mình nhận cùng một chỗ, nó vô tình thôi anh ạ. Đây là vô tình thôi anh nhá. Vâng. May quá thì đấy nhá. Ok anh nhá. Vâng, anh em mình ngồi với nhau luôn. Vâng ạ, vâng. Ok. Anh em thật tình cờ và bất ngờ anh em ạ. Em giao một chiếc xe nhưng mà lại có nghĩa là vô tình ấy. Nó lại gần nhà ông anh còn lại để giao. Thế là hai ông gần nhau. Đây, hai anh em đợi em nhá. Đây này. Hai anh em đợi em tầm khoảng mấy chục cây nữa đến thôi. Đây này. Còn 61 cây nữa là đến nhá. 61 cây nữa đến là hai anh em cùng nhau luôn. Cùng thôn Quan Phượng, xã Nam Hòa, Đồng Hỷ, Thái Nguyên. Ok, anh em nhá. Em bắt đầu đến sông Công, Thái Nguyên rồi anh em nhá. Sông Công, Thái Nguyên. Đấy, tầm khoảng 600m nữa này. 300m nữa thôi là rẽ tay phải chứ nhá. Bắt đầu đến sông Công rồi. Đấy. Anh em ơi, có một sự tình cờ và bất ngờ nó như này này. Em đi giao tổng đây, rẽ phải. Tức là em giao 3 chiếc xe ở Thái Nguyên. Đấy. Em giao 3 chiếc xe ở Thái Nguyên. Thì có một xe bác ấy đi nước ngoài chưa về. Đấy, sông Công Thái Nguyên đây này. Bác đi nước ngoài chưa về. Thì em còn giao 2 chiếc xe còn lại. Nhưng nó hi hữu này. Nó đặc biệt như này này. Đấy, như hiểu câu chuyện là anh em không sinh ra cùng giờ, cùng tháng, cùng năm, nhưng mà nguyện bên nhau mãi mãi đây này. Em giao xe đúng gần nhau luôn. Hai người gần nhau luôn. Rẽ phải chú, rẽ trái. Hai người đúng gần nhau luôn. Xong bây giờ lại rủ nhau ra uống rượu, bia uống rượu luôn. Đấy. 3 km nữa thôi. 3 km nữa thôi. Đấy. Anh em đợi cái kết nhá. Tức là vô tình ấy, em đi giao cho hai người ở Thái Nguyên. Nhưng mà vô tình nó lại gần nhà nhau. Đấy, nó vô tình ấy, nó gần nhà nhau. Đây anh nhỉ. Xe đây. Vô tình gần nhà nhau. Thế này lại quen biết nhau nữa chứ. Hai người không hẹn nhau mà quen biết nhau. Thế là tôi bảo rủ nhau làm đôi lẩu anh em ạ. Em đang chờ sẵn đây rồi. Chỉ giao một lần thôi, không phải giao hai lần anh em ạ. Thế còn bác trai kia ở Thái Nguyên nhưng mà đang ở nước ngoài nhá. Đợi em nhá. Đợi em lúc nào bác về em xin tận nhà bác tiếp. Đấy, ok. Là đường đẹp rồi. Anh em mua xe dọn xe theo dõi em, ủng hộ em nhá. Kết bạn Zalo với em. Qua số 078-210-3333 nhá. Em tư vấn chứ đừng nhắn tin. Cảm ơn anh em. Đấy, lại xuyên đêm hôm nay rồi. Đấy, về đêm mới về nhà anh em ạ. Điện thoại này quay này. Để cho anh à. Đây. Đây, chào tí, chào tí. Đây, chú lấy cái điện thoại chú quay cháu. Nó có mic. Em bị nhầm đường, có nghĩa là nó chỉ định vị đi qua một cái cầu nó cấm, thế này phải vòng lại. Xong là đi, nói chung là nó không đi đúng đường to này, nó toàn đi đường trong ngõ chỉ định vị ấy. Đấy. Mày thế nhờ, hai anh em lại gần nhau. Hai anh em lại gần nhau, vô tình. Lại biết nhau chứ. Vô tình. Không cần, cứ cho xe xuống á. Hai anh em vô tình gần nhau, nên đứng gần nhau để nó có cùng cái mic nha. Đấy. Đấy, cùng cái mic. Điền thật anh ạ. Đi nó chỉ đường, em đi qua, nó đi qua cái cầu nó cấm. Khi cũng phải đi nhầm nhọt tí chứ. Không sao. Anh nhớ lúc anh còn nhầm mất 30 cây. Không phải, cái đường này nó thế anh ạ, cái đường ở quê nó thế. Nó chỉ nhìn thế kiểu đấy đấy. Ông chạy lên trên biển ra lấy cái giá. Biển ra lấy hàng cái thùng quay ra đó là mình sai, làm gì nó không đẩy.
thì vẫn phát được đây. Đấy. Không, quan trọng là đến đây rồi anh ạ. Đúng rồi. Quan trọng là đến đây rồi ạ. Xe này chở cây được 3 con không? Được. Không, nhưng mà xe kia của em cơ, chắc 3 ngày nữa em lấy được. Xe kia cơ. Xe này gọi là chống cháy. Đây, cho vào trong này cho sáng. Đấy, con này là con của ai đấy? Con này của... Để đâu đây? Để đây nhá. Đây, đây, cái để. Con này là của ông anh... Rừng núi à? Rừng núi. Đây, còn đây. Con xe này của ông anh... Vô tình đúng không? Vô tình. Thực sự là vô tình đấy. Tức là rất là may mắn luôn đấy đúng không? Người ta có nói câu là anh em mà gọi là không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng mà hiện là ra đi cùng ngày cùng tháng cùng năm đấy. Đấy. Cho mẹ vào trong nhà anh ạ. Cho hết ở đây đi, hai cái về đây đi. Anh cho xe lên đây, anh cho xe của anh lên đây. Đấy. Cho... Đúng rồi. Không, cứ làm cái video nhận xe hãng. Em có phải làm video xong ngồi uống rượu nó mới yên tâm. Đúng rồi. Cho vào trong. Có đăng ký trong xe này rồi. Đúng rồi, thế thôi. Nhưng mà mặt rất là đẹp. Chứ nếu chỗ này không bị này không có giá đây đâu. Nó này 7-8 triệu. Đấy. Em là kiếm cho anh mặt đẹp nhất rồi. Đúng lời nói đấy. Không có thành kiểu kỳ tính của anh sẽ xòa. Thực ra lúc mới thì ai chỉ muốn xoay. Đi một thời gian ngắn rồi thì bình thường. Đó là mình làm ăn, mình cảm thấy cái người làm ăn với mình là nó đã hợp nhau thì mình... Đúng rồi, đúng rồi. Nó đã không hợp nhau là mình kỹ tính lắm. Rồi. Vào đây Trung Hậu ơi, vào đứng trước này này. Đấy. Hai con này em tiếp đi, tiếp đi. Hai con này tranh nhau mỗi tiền bộ thôi. Ai à, tranh nhau tiền bộ. Ông quay đứng trước lại. Ông anh máu quá, anh cũng dạo được mấy tháng rồi, bảo đợt này chú ở nhà sẽ nhận xe cho anh. Em trước ở trên Thái Nguyên này 5 năm đấy. Yeah. Em ở Phổ Yên. Phổ Yên. Lấy giao xe đấy. Máy nổ như chó thở. Cũng chưa thở đấy. Em bảo là gần bác thợ sửa xe này tuyệt vời rồi. Có việc gì? Em mà. Cái này sửa xe này có gì anh còn giúp? Đây, nổ con này đi. Anh nghe tiếng bogie nó vẫn khác. Đấy. Đấy. Đấy, ấm không? Nếu mà để hai con gần nhau thì mới so sánh được. Đấy. Đấy. Thôi đứng người làm cái để em lấy cái giấy tờ nhá. Bắt tay cả hai anh cùng một lúc cho nó sấp đôi. Nào, con này nổ êm hơn. Bồ đây nhá. Ngon hơn. Anh em ơi, đây là một sự trùng hợp nó ngẫu nhiên đúng không? Tức là em đi giao là hai người khác nhau, không hẹn nhau, nhưng mà nhận xe là cùng một chỗ và cùng một ngày. Đấy thì đây. Thực ra còn một anh nữa cơ. Đây anh nhận em con biển 24K1 này, 4247. Còn đây này của anh là con 24B1 33210. Lùi như tiến như lùi đấy hả? Lùi như tiến, tiền như lùi. Đấy. Thế là tự dưng này là cũng một cái video rồi anh em ạ. Thế này nhá, để em bắt đầu. Anh tên là gì nhỉ? Anh Hòa, còn anh tên là gì? Điệp. Anh Điệp. Kể mà anh tên là Lan phải tốt không? Lan là Điệp. Đấy. Chung Kim Mô Tô chào tất cả anh chị em nhá. Hôm nay có một sự ngẫu nhiên về tình cờ. Em là thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Em chuyên phục dựng tất cả dòng xe Huyền Thoại 100. Thì qua hai anh đặt là đặt khác ngày nhau, mà cũng không biết nhau là ai luôn. Nhưng vô tình khi đến em giao là em lại gặp hai anh cùng một xã, cùng một làng. Đấy thì lại rủ nhau để gọi là nhận cùng nhau. Vô tình trên đường mới biết đấy. Thì trước hết em hỏi anh Nam đúng không? Anh Hòa. Ừ. Quên anh Hòa. Anh Hòa là khi anh nhận xe này, anh em không biết nhau là ai, chỉ là trên mạng thôi, người dưng nước lã thôi. Đấy, trên mạng thì anh quay nhìn đẹp anh mới mua. Thế thì thực tế khi anh nhận xe nó có giống như ở trên video không? Hay là trên video thì hay, nói thì hay, nhưng mà gặp nhau thì như ối rồi ôi, thì cho em cảm nhận. Nhìn này là anh thấy là ok rồi. Anh cứ nói đi. Nói chung là ok rồi. Ok chưa? Xe này là ok rồi, không có gì thắc mắc cả. Em thì chỉ ngã một cái bô, nhưng cái bô này em nói luôn rồi, bô zin thì anh biết được nó đắt rồi. Đúng rồi. Đấy, chỉ một lỗi này thôi, nhưng mà nó với giá trị đấy. Nếu không có lỗi này, cái bô này nó phải rơi vào tầm 8 triệu đến 10 triệu. Nói chung anh mua xe này thì anh chỉ theo dõi chú qua trên trang mạng thôi, nhưng mà nói chung là
không phải suy nghĩ. Vâng, anh xe. Quá yên tâm. Quá yên tâm chưa? Đến được anh Nghiệp đi. Vâng. Tiếp tục cũng có hỏi đấy thôi. Thì anh cũng trả lời cho em là anh em mình cũng không quen biết nhau, không biết nhau là ai, đúng không? Như quá trình khi anh em mình đến gặp nhau đây thì hình ảnh xe trên mạng như anh Hòa đây thì anh cảm thấy chiếc xe thế nào? Thì thế là rất tuyệt vời, lời thật, việc thật. Vâng. Cảm ơn nhé. Đấy, đơn giản đấy thôi, đúng nó rồi. Ngắn gọn nhưng xúc đúng tích. Vâng, thế cảm ơn anh nhé. Thứ nhất em nói qua một lần nữa này, chúc hai anh đi tốt đường về, chúc hai anh được sức khỏe thật lớn nha. Nhấn mạnh một lần nữa này, em rất là thấy là đỏ chỗ này này. Tất cả xe em làm full mới rồi, nếu nó bị lỗi nó chỉ là lỗi nhỏ thôi anh nhá. Nhưng đặc biệt nó hay bị chảy dầu ở chỗ mâm điện này, thì anh chỉ cần mang ra hiệu nhất là ông anh bên cạnh đây, bảo thay cái phớt mâm điện mất tầm khoảng mấy chục nghìn một trăm thôi, thì em sẽ chuyển tiền. Ví dụ thế nhá, em vẫn bảo anh em chuyển tiền, thì cái người thay đấy người ta sẽ bảo anh giúp em. Tức là mình sẽ trả cái tiền đấy. Đấy là trường hợp xấu nhất thôi. Còn mọi thứ anh yên tâm. Còn dầu máy anh đi tầm 500 cây là anh thay dầu loại dầu đầu tiên. Còn okay. Cứ thế mà đi như một chiếc xe mới anh nhá. Còn an ninh em chuẩn chỉ chọn đời. Anh soi xuống okay. Số máy thoải mái. Anh cái loại này. Anh tâm, mong. Anh yên tâm nhá. Ví dụ có xảy ra cái gì nhé, gần đi em đi xin cho anh để mà lấy lại xe. Đấy, nói thế này hiểu. Chú cầm để anh đi thử phát nào. Vâng, anh đi thử đi. Xem nó chạy thử mới biết được. Anh còn biết đi xe thì nó chạy luôn. Có chứ. Không lọ ra một xe mà quy đi. Quy đi luôn quả. Chị biết đi mà. Lúc hai vợ chồng cưới nhau đi xe win bình thường ấy. Đây này anh. Đó, anh cầm cho em. Anh dẫn phải chắc như thế. Đúng rồi. Bác này chơi xe từ nhỏ. Đấy. Cùng xã thôi. Nhà em cách đây 4 cây. Bốn cây. Nếu mà để mà đi thì từ thành phố thì về chỗ nhà mình gần hơn là đến đây. À, lúc em check đường ấy bảo em vừa tận trong làng ấy, đi trong làng mới đi ra thì mình cười lắm. Không có đi lạc cả đường, nó chỉ có cái cầu nó cấm. À, không anh móc cua không thật ở đâu. Đó. À. Em ơi, hai anh đi về thử rồi, em đoán ngay anh không về mò mà. Không sao anh ơi, như này nhá. Trước hết là cảm ơn anh rất nhiều nhá, cảm ơn một lần nữa. Nhưng mà khi anh đi thử lại này, hai xe này em đi thử ra đón ấy thì anh cảm thấy xe rất được. Như này, tôi nói thẳng ra điểm. Nói chung là rất chắc chắn là khỏe. Vâng, thế là được rồi. Là tuyệt vời đấy. Vâng, vâng. Thế anh này là như nào? Là anh trai ruột luôn. À, anh trai ruột của anh này. À, tức là anh trai ruột của anh mua xe này. Còn anh là người nhận hộ. Ok, thế một lần nữa cảm ơn anh nhé. Thế bác có đi được không? Không, anh không đi thì anh không đi được. Thế bảo anh em đi để lấy xe về thôi. Nhưng mà bác là tên là Điệp à? Anh tên là Hiếu. À, tức là anh Điệp là anh. À, tức là anh kia nhờ anh đấy. Rồi, thế cảm ơn các anh nhá. Thôi, cứ đi rồi, các bác nào ủng hộ em là được rồi. Rồi, ok rồi. Cẩn thận nhầm đăng ký nhá. Ok, thôi chốt kèo thành công anh nhé, với anh em vào ăn uống một tí, xong là về. Chào tất cả anh em nhé, anh em mua xe dọn xe theo dõi Trung Kiên, ủng hộ Trung Kiên. Kết bạn Zalo với Trung Kiên qua số 0358 444 888 hoặc 070 570 6789. Và Zalo mới của em là 0782103333. Cảm ơn anh em. Em chốt kèo thành công rồi, anh em xếp chứ. Xong rồi về. Thôi. Anh ơi, Trung Kiên Moto chào anh em nhé. Đây, em đã giao xe thành công cho anh trai của anh và bạn của anh. Và vô tình anh ạ, nó ngẫu nhiên là cần nhà anh Nam và Cộng Hòa luôn. Đúng không? À, Nam Hòa luôn. Đấy. Hai con giao cùng lúc nhá. Đấy, anh xem video là được thì anh xác nhận xong anh chuyển tiền cho em nhá. Anh em giờ ngồi ăn xong em bọn em đi về. Đấy. Thật đây, anh à. Đây anh Nam, anh nhìn anh Nam mà có nhận ra không? Còn đây bạn anh đây. Anh Điệp phát biểu một câu là nhận xe thế nào anh? Rồi anh được xe rồi anh ạ. Ok không? Yên tâm đi. Rồi, đây, anh nữa. Đây là anh trai ruột đúng không? À, anh trai ruột này. À, anh em ăn cơm xong anh em về. Cảm ơn anh nhá. Anh Trung có gì chuyển tiền cho em nhá. Xong xuôi hết rồi. À, sợ trong đấy không có bạn. Ok. Nào, em cảm ơn anh nhá. Cảm ơn anh. Mời chú Nam, mời anh chị đi nhá. Vâng. Ok anh. Khi có dịp giao dịch xe đây. Mời chú ăn cơm ạ. Vâng. Ăn cơm với gia đình. Giờ cho anh Triệu nhận rồi nhá. Em lên được tầm khoảng 15 phút rồi. À. Vâng, thì anh cứ ăn cơm đi xong chốc chuyển khoản cho em được anh Trung nhá. Thế thì ăn xong di chuyển hay là chuyển luôn bây giờ? Anh tích chuyển bây giờ mà anh ăn xong chuyển được không sao cả anh nhá. Vâng vâng, em cảm ơn anh nhá. Không phải gấp đâu, vì em ngồi đây phải nửa tiếng mà, ít nhất nửa tiếng anh nhá. Vâng vâng. À, cảm ơn anh ạ. Cơm nấu nhiều. Đây là anh này là anh Trung đấy, anh nhờ anh nhận xe hộ. Ok. Trung Kia Moto chào anh em nhá. Được hôm nay này được cả lộc này. Ông ơi quay đi. Đây này nhá. Bây giờ này này. Em biết anh không muốn bán đúng không? Nhưng em đã chót bê từ trên kia xuống này.
đồ loa S90. Tức là em không quan tâm nó trị giá bao nhiêu. Con này là... Nhưng mà anh để kỷ niệm em. Em không cần xem, không cần test mà thử. Em mua về tên nhiều bố em thôi, không nói nhiều. Ngại là ngại lúc biết mình... Biết anh làm lại thùng rồi. Ngại cái thùng nó làm lại. Không sao cả. Xong riêng là... anh nhá, anh có lấy đắt anh lấy rẻ không quan trọng. Thì đây em yêu anh, tin anh. Không có nhiều bê ra. Anh ấy bê hộ em. Bê hộ em. Đích tên ông chủ bê loa ra đây. Giời anh ơi, này. Không phải ai máu như em đâu, nhưng mà không phải ai của anh ngại về nó không theo ý chú. Không cần, lặng lắm anh em ơi. Nguyên của nó lặng dã man luôn. Bao nhiêu cân anh? Nguyên của nó là cái thùng không làm lại là 35 cân một cái. Bây giờ 35 cân à? Nếu mà cái thùng nguyên bản của nó trước ấy. Bây giờ này rẻ, cứ bê về nghe. Bê về nghe. Anh lấy bao nhiêu tùy. Mang về. Bê về nghe. Bỏ lên. Đấy. Mất loa rồi. Mất loa. Mất loa rồi. Mua cho mất loa. Em mua cho mất loa đấy. Anh hiểu không? Anh thì anh ngại quá cái không là ngại nói thế. Thật thà luôn. Anh ngại em có ngại đâu. Tí về chú bảo. Còn anh ngại thì anh tặng em đi. Hiểu không? Tí về đó, chú. Tí tưởng là được anh ạ. Thật thà là về tí về bảo mẹ em. Thế thôi. Xong rồi này nọ chú. Đâu không mọc rồi. Đây là ép phải bán. Đấy, tùy anh. Anh lấy bao nhiêu tùy anh chuyển khoản em. Người ta đang nghe tự nhiên. Nghe về. Đau đầu quá chú. Đây anh em ơi. Đấy, đổi. Đổi con Win đến đôi loại. Đổi Win đến đôi loại. Đấy. Không cần biết bao nhiêu tiền. Đấy. Đổi. Anh em bảo là tối muộn rồi. Em xài anh tháo lên anh chuyển tiền cho em đi. Ok. Nhá. Chuyển tiền đi thì mời vào đây anh chuyển đàng hoàng nó mới về. Tiền nhìn thấy thì mới về. Đây anh em ơi. Thực ra là nhà anh có đô la to rồi, anh ấy bán cho mình thôi. Đấy, anh em ạ. Về luôn về. Nếu đôi này nhá, mà nó không còn thùng ấy, nó khác. Còn thùng nó khác, anh hiểu không? Coi như anh chơi không lỗ lại được rồi. Không, anh không quan trọng. Anh ngại là ngại vì là lúc mình đi gửi người ta làm cái thùng là nó làm thì mình sợ. Nó lấy bao tiền? Thì tổng là anh mua vào cả chỉnh sửa là hết. Từ đến tay mình là 7 triệu rưỡi hả? 7 triệu rưỡi thôi mà. Anh không vấn đề gì thì đấy. Em thật khẳng định anh không biết gì luôn. Nhưng mà em có thấy nó cổ, em thích vì em là người chiếc đồ cổ mà. Cái đôi loa này nó kỷ niệm từ lúc của ông. Nhưng mà bây giờ cân lên nó khoảng bao nhiêu cân? Bây giờ thì từ lúc làm lại anh cũng không cân đâu. Nhưng mà nguyên bản của nó nhá, cái thùng nguyên si lúc mà nó sản xuất ra là đúng 35 cân một cái. À. Đúng 35 cân một cái luôn. Đấy. Vấn đề thùng này của này, thùng cái đôi S90 này không phải dễ kiếm đâu. Đấy. Chỉ cần anh nói là nguyên bản hết là được rồi, trừ mỗi thùng. Cái thùng thì làm lại. Thế thôi, chứ mất thùng. Ai đó. Nhìn cũng biết nếu mà người ta nói mẹ. Nhưng mà chất nước bên trong là chuẩn nghe được hồn. Đấy. Loa nó trông chất chuẩn, anh nghe nó hay. Mai về chỉ. Nhưng nói. Mà thôi nhá, anh bảo là này, chú lấy cứ lấy mà không ưng chú lại gửi lại cho không anh. Không được, anh đừng nói thế. Có cái này này, bây giờ anh em mình không nói chuyện mua bán nữa. Để anh em đỡ ngại, anh không nói chuyện mua bán. Mà vấn đề là bây giờ anh chuyển lại số tiền còn lại cho em. Chú về chú lại bảo là ông này ông anh này nó anh ngại cực kỳ luôn. Anh có theo ai mà giao xe vừa được cầm tiền về, vừa được ăn, vừa được cầm loa về không? Một đổi hai mà khoai anh đổi đấy. Tùy anh, em bảo rồi. Không, anh không biết tính em đâu. Kể cả anh bán đắt cho em vẫn vui. Tại vì em thích, thế thôi. Cũng như xe pin này này. Đầy người bảo sao đắt thế này anh, thế sao anh vẫn mua? Đúng không? Nhưng mà em nói thật 22 trừ đi 75 nhá. Rồi. Hiểu rồi. Đấy, thấy chưa? Đôi loa này hợp với anh chị nhá. Nghe biết tài, mở thế thôi nhượng lại cho em. Tự dưng em thích cho anh ạ, vì với em cứ được cổ là thích rồi. Xong chưa? Xong rồi đi về không anh, anh tháo anh em ạ. Để chứ là ép phải bán anh em ạ. Biết là lỗi, anh cứ bảo là thôi anh ấy để ngại lắm lỗi. Em chấp nhận lỗi. Một khi anh ấy quý nhau rồi nhá. Thế thôi, đừng hỏi tại sao. Chỉ cần anh nói bên trong vẫn zin hết là được. Thế thôi, cũng như em nói với anh đấy. Ngại cái gì? Ngại thì không lấy tiền nữa. Thì nhờ, không lấy tiền nữa à, tặng đi. Chú đọc lại số tài khoản anh. 0358 444 4 8 8 8. Đấy số điện thoại luôn là số tài khoản của em. Ui giời anh ơi, không phải ai như em đâu. Mà không phải ai dễ như anh đâu. Bây giờ phải về ngay. Ngại anh trưởng hỏi em về ngay, nó không bắt tay nữa. Đúng không anh tháo rồi chết. Đôi S90 này nó ít đấy. Mặc dù đó, nếu đôi không nóng thùng không ra đấy đâu. Kệ em không sao cả. Kể cả anh chém em vui mà. Không. Anh hiểu ý của em. Anh chém em vẫn vui, cũng như em lãi của anh em vẫn vui đấy. Mình vui là được rồi, anh yên tâm. Đưa loa này về em để đúng sau này. Anh bảo nhá, cứ về mà không ấy thì anh đừng nói nữa. Gửi lại cho anh. Nào, kể cả về thì hỏng anh vứt đi.
thế cho anh hiểu, không mà giả lại tính em là cũng như anh ấy. Anh chỉ mỗi anh ấy cái là mình gửi người ta làm thùng ấy. Ông sao? Khi mà mua thì nó là nguyên xi si, nguyên. Nếu mà chuẩn nguyên, ấy, nguyên anh nguyên xịn luôn. Đúng chuẩn đấy, anh bắt làm lại thùng cũ mới chuẩn. Nhưng mà thùng cũ nó mình làm nhà nó mưa nó dột á, nó sập nó nghiêng hết cả loa xuống mà. Nó tụt hết cả cái phần dưới chân ấy. Đấy. Không sao anh ạ. Tự dưng anh thấy hai chỗ của anh ấy trống chưa? Tự nhiên lại nghèo đi. Nghèo đi đấy. Đúng rồi, nghèo đi đấy. Tự dưng nghèo mới bán. Em xem tài khoản về chứ. Nghèo mới bán anh ạ. Giàu không bán. Đây vui rồi nhá, đừng giận nhá. Không, anh vì như anh nói đấy, anh mua về là anh giàu mà. Anh lại thấy anh này 14.500 vào tài khoản rồi anh ơi. Đấy, bây giờ là đố anh lấy được thùng kia. Anh có giả 10 triệu không bán đâu, cho nên đừng có kêu. Nhá, tối nay vợ chồng có cãi nhau thì làm lại công hòa nhau nhá. Thôi, không bắt anh, riêng anh là không bắt anh. Bắt tay ông ấy đòi lại, đi về. Đi về, không bắt tay đâu. Đi về. Ông quay, ngại ông ghê quay đấy. Ông cứ quay đi, nó thực tế nhất. Không bắt tay, riêng mà không bắt tay. Cầm mic riêng có xe là không bắt tay. Chào cháu nhá. Chào chị nhá, riêng có xe không bắt tay. Em xin cái mic. Riêng có xe là đặc biệt không bắt tay. Bắt tay này nó sẽ mất thời gian để ông ấy đòi lại. Đấy anh nhá, anh ơi, anh yên tâm đi, bắt tay cái. Bắt tay thì có xe. Anh vẫn nói một câu, ok nhá, hôm nay chú với lại ông lên đây. Vâng. Còn xe pháo anh thì giao được thành công, anh thì không thắc mắc gì đến xe nhá. Rồi. Xe là ok. Nhưng đang ngại có loa đúng không? Đang, anh đấy muốn cái loa. Anh ơi, em đang sợ anh đòi lại. Nhưng mà anh chốt với chú là ví dụ về mà nó có gì mà chú bảo là không ưng thì chú chuyển lại cho anh. Anh ơi, em chuyển lại anh mất tiền anh em đấy. Anh lại bán lại tiền. Không, em chuyển lại cho em phải mất em ạ. Em phải bán 10 triệu không thôi. Ở đấy. Bây giờ bán 10 triệu không có 7 triệu. Rồi ok. Không, nói vui thôi anh ơi. Nhá. Anh em mình ấy, nó là uy tín, nó là tình cảm. Thì đấy. Kể cả về hỏng vứt đi, không bao giờ lại. Tính. Cũng như anh ấy, anh mua xe này. Anh mới trực tiếp gặp nhau nhưng mà... Nếu anh ngại với em thì em nói thêm câu này nhá. Ví dụ nó chảy dầu vượt mấy cái vật, anh sổ em. Okay, okay. Hết ngại chưa? Hết ngại chưa? Ok. Chốt kèo thành công nhá. Anh Nam ở cộng, anh Nam ở xã Nam Hòa. Anh Hòa, xã Nam Hòa. Phố Lỉ à? Đây là xã Nam Hòa. Đồng Hỷ, Thái Nguyên. Chốt cho em chiếc xe Win 100, không cần xoay, không cần nói nhiều. Em gạ mãi được cái va, thôi em về sớm đây. Ê, chào anh em nhá, về thôi, quay đi về thôi. Để cháu, về thôi. Đấy, đấy, sợi. Loa đây anh em nhá, F90. Không cần biết bia thì, kể cả thằng nào giả lắm, chắc mẹ không buồn luôn. Em thích là được rồi. Đúng không? Ok, thôi. Cảm ơn anh nhá. Ông nào nhớ nhá. Chợ lợn này qua nhà em nhá. Anh Hòa, xã Nam Hòa, anh chuyên bán lợn này, số điện thoại anh đây nhá, chuyên bán lợn. Chuyên mua bán lợn, giá cao. Ok. Ok anh nhá, em chào anh nhá. Xong kìa. Bây giờ anh muốn đấy này, con loa này 10 triệu. Vào tay em nó khác rồi anh ạ. Rồi, không, đừng ngày nãy anh nhá. Ok nhá, về thôi. Ok, chốt kìa, thích này được lợn. Cứ thích này được, cũng như chơi Win ấy. Thích này được, còn đã không thích nhá. 1 triệu không ai mua. Thích rồi, kể cả 10 triệu, hôm nay lấy 10 triệu phân giảm. Không vấn đề gì cả. Riêng này lấy 10 triệu đó phân giảm. Không biết tình cháu rồi, thích là được. Vì có phải đơn giản mua được dễ nó đâu. Đúng không? Nó là hoài cổ mà. Ok anh em nhá. Đây đồ loa trên thùng này rồi, ông bật điện lên cháu ạ. Ông bật cái điện sau lên. Này anh em ơi. Đây đồ loa trên thùng này rồi. F90 em về đây. Em về đây. Ôi về anh em nhá. Ok.